Hi, chào bạn, chào mừng bạn đến channel của mình. Mình là Phong TV đây. Hôm nay mình sẽ cùng chị mình, em mình nè các bạn. Sau lưng nè các bạn. Đó, chị thì mình đang bị bệnh nên mình hốt trang bạn. Các bạn thông cảm. Hôm nay thì ba chị em mình cùng nhau làm cái món lẩu mì lẩu Hàn Quốc siêu cay các bạn. Đây, mình sẽ quay nguyên liệu cho các bạn xem. Đây. Nè các bạn. Đây là mình gà chuẩn bị sẵn nè các bạn. Đây là ba gói mì Hàn Quốc nè các bạn. Gì dép gì cây vậy các bạn. Đây là chai chiên suông thôi, mình sẽ chấm mình ăn các bạn. Đây bột đêm nè, mình sẽ dùng làm nước lẩu này. Còn đây là núm nè các bạn. Đó. Đó, này là mình mới mua hết nè các bạn. Rau salad nè các bạn, mình sẽ ăn để vô mình ăn chung các bạn. Còn đây là muỗng đũa các kiểu. Đó. Nước đã sôi nè các bạn. Giờ chị mình sẽ cắt đi bỏ vô các bạn. Wow. Wow. Bạn thấy đã không? Nước như nước cam các bạn. Đó. Đây là một thứ ba rồi, cái này là gì hành vậy? Một ngọt các bạn, một ngọt đường, cũng đi các bạn, bỏ vô luôn. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ khuấy đều lên nha các bạn. Ồ, thơm quá các bạn ơi. Các bạn, nước đã sôi rồi các bạn. Nước lẩu nè các bạn, đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ gắp gà mình bỏ vô các bạn. Nè các bạn coi nè. Đó, gà rất nhiều các bạn. Đó. Mình sẽ gắp bỏ vô các bạn. Quá ngon luôn. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy để cho mình một like, một subscribe kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Wow, cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, hôm nay làm lẩu khổng lồ luôn các bạn. Gà nãy giờ để chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành để núm vô các bạn. Quá đã. Ok, bây giờ mình sẽ để núm vô. Đây, mình để núm vô các bạn. Quá đã luôn bạn, lâu lâu rồi mới ăn được nồi vậy nè, có cái chảo luôn với mấy nồi nữa bạn. Ủa. Ủa các bạn, giờ là mình mới bỏ vô xong bạn, đây đây coi nè bạn, đã quá bạn ơi. Wow, nguyên cái chảo. Các bạn nãy chị mình đã cắt cải bỏ vô bạn. Đó, bạn thấy nồi lẩu đã vậy chưa? Hay là đang cắt xúc xích bạn. Đó. Mình sẽ để chung vô luôn. Đó, bạn biết này gì không? Này xúc xích nè bạn, phim nặng chết. Các bạn giờ chị mình sẽ bỏ xúc xích nha các bạn. Đó. Quá hấp dẫn luôn bạn ơi. Nè cái nồi quá trời luôn. Khổng lồ luôn á. Nguyên cái chảo kìa. Ok các bạn ơi, giờ chảo nãy giờ để vô đó sôi nha các bạn. Giờ nó đã chín rồi, bây giờ mình sẽ để mì vô các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành ăn nha. Để đây. Ok các bạn ơi, bây giờ mình để mì nó mềm nó bạn. Các bạn thấy ngon ghê không? Nha. Giờ quá trời các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình ăn nha các bạn. Chị mình sẽ chế vô nước để mình chấm bạn. Quá đã các bạn, lần đầu tiên ăn cái chảo mì lẩu khổng lồ gì mà bự gì nào. Lần đầu lẩu mình ngon ghê không? Đó, chị mình thì bị bệnh bạn nên không có vô camera được bạn. Nên là sẽ ngồi cái bên mình ăn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ múc nha bạn. Đó. Ngon quá bạn ơi. Quá đã luôn. Ok bạn. Bạn lại gần đây nè, coi cảnh cận cảnh nè bạn. Nè bạn, cho cục thịt bạn. To ôm gà. Núm nè bạn. Quá ngon luôn. Ủa trang miếng nước nữa bạn. Quá ngon ghê không. Đây, nè, chè mà nè bạn. Chị mình đâu, đem gấp cho chị nè. Giờ mình sẽ ăn nè bạn. Ôi, đói quá bạn ơi. Wow. Chân nghỉ. Em, vậy hôm nay mình làm clip này là chị mình làm hết bạn. Mình làm không được bạn. Chân mình nó đang bị thương bạn ơi. Trật rồi. Wow. Trời ơi, bạn thấy gà đã chưa bạn? Wow. Wow, quá ngon luôn. Đây. Mình sẽ chan nước vô. Cảm nhận sao Bi? Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ơi. Lần đầu ăn cái cháo lẩu Hàn Quốc khổng lồ các bạn. Quá ngon. Các bạn. Nè, để mình mời các bạn nè. Mời các bạn đi. Nè. Đó, mời các bạn nè. Mời bạn nè. Đó. Giờ mình sẽ ăn thử miếng gạo nè. Các bạn. Chấm này nữa, ngon. Wow.
quá ngon mày ơi. Xuất sắc. Xuất sắc luôn. Đó, còn mình kia ăn bạc xương. Ôi. Còn ăn lẩu này quá ngon mà. Hôm nay tôi chị mình làm không bạn? Quá đã. Đây. Gắp miếng rau các bạn. Wow. Nếu bạn thấy thích video mình, để cho mình một like, một subscribe nha các bạn. Chia sẻ, ủng hộ mình nè. Để có động lực vào thêm nhiều clip hay nha các bạn. Bạn thấy ngon kìa không? Ê, gắp thêm một cục nữa bạn. Trời ơi, cục này nó bự quá bạn ơi. Đây nè, gắp cục này đi. Nè, mở bạn. Đó. Quá ngon. Lâu lâu mới ăn được lần bạn. Quá hả? Nè, ăn đi mày. Có ngon không bạn? Ngon nè bạn. Thịt gà ăn quá đã bạn. Này cay cay bạn ơi, cao quá. Quá đã. Thịt cạp hoài hết luôn. Wow, mì nè bạn. Quá no luôn, ăn bữa nay là no luôn rồi. Bạn coi nhớ share nha bạn, nhớ like cho mình nha, đăng ký nữa. Có ngon không bạn? Đã, xong hết rồi bạn. Nồi bự gì mà ăn thấy ghê. Thịt gà rất ngon nè. Cho mấy anh kỳ các bạn ơi. Bù quá trời à. Thấy mình ăn quá đã, nó bù quá trời. Ôi. Đây, dao nè bạn. Đây thịt kìa biết ăn đi. Đây. Gà quá nhiều luôn mà. Nè. À da, nè bạn. Mở bạn nghe. Con gà này ăn đã mà mềm mềm lắm bạn. Nó đã. Mình á tính làm bữa tách 24 giờ bạn. Mà chân mình nó bị chật rồi bạn, làm không được. Để nữa mình sẽ làm bạn sau nha bạn. Miếng gà bự quá bạn ơi. Cho mình kia ăn nè. Ăn đi mày. Quá đã bạn ơi. Thì nãy giờ hai anh em mình các bạn, với chị mình ngồi ngoài đây các bạn, giờ nãy giờ ba người đã ăn hết rồi các bạn. Đây, chảo nè các bạn. Chắc mình kết thúc video tại đây các bạn. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy để cho mình một like, một subscribe kênh để ủng hộ mình và chia sẻ để ủng hộ mình nha các bạn. Nếu các bạn nhiều video này mà nhiều lượt xem, nhiều đăng ký hơn thì mình sẽ làm thêm clip như thế này cho các bạn xem nữa. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video các bạn. Bye bye các bạn. Bye.